Xin chào mừng tất cả các bạn đã quay trở lại với channel YouTube của Alphard Computer. Và ngày hôm nay, ngay bên cạnh mình sẽ là một bộ cây chơi game mang cái tên đó chính là PCAP Advance R3810504 với hai thông số nổi bật nhất mà mình muốn gửi đến cho các bạn, đó chính là con chip Ryzen 3 2200G cùng với đó là chiếc càng màn hình mang cái tên đó chính là Asus Cerberus 1050Ti với 4GB RAM. Vậy thì tại sao lại là Ryzen 3 2200G đi kèm với cả đó chính là GTX 1050Ti? Liệu đây có phải là một giải pháp tối ưu trong tầm giá là dưới 15 triệu đồng không? Thế cùng mình theo dõi ngay bây giờ nhé. Ok, trước hết thì mình sẽ đi vào đó chính là con chip Ryzen 3 2200G. Giả sử như cái bộ cây này mình bỏ cái chiếc cạc đó chính là 1050Ti này ra, thì ở đây chúng ta sẽ có đó chính là chúng ta sẽ sử dụng đó chính là iGPU Vega 8 đến từ con chip đó chính là Ryzen 3 2200G này. Thì ở đây trong cái tầm giá rẻ thì mình thấy rằng thông thường chúng ta chỉ sử dụng đó chính là một thanh RAM 8GB mà thôi. Thì giả sử như nếu mà chúng ta sử dụng đó chính là cái iGPU Vega 8 thì ở đây cái thanh RAM 8GB của chúng ta sẽ bị đội lên hai công việc. Một phần là để chia ra để thành RAM của hệ thống, một phần sẽ phải chia ra thành VRAM để hoạt động cho chính chiếc iGPU Vega 8 này. Thì với 8GB RAM, nếu như bạn nào mà chỉ chơi những tựa game online nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA thì có thể đây là một vấn đề không cần quan tâm lắm. Nhưng nếu như chúng ta chơi những một số cái tựa game nặng hơn một chút thôi và nó cần nhiều những cái yếu tố đồ họa hơn thì lúc này đây sẽ là một vấn đề cần phải bàn đến trong cái tầm giá là dưới 15 triệu đồng. Với việc phải share RAM để trở thành VRAM dành cho iGPU thì thực sự rằng RAM dành cho hệ thống sẽ không được đảm bảo, và đến lúc này tình trạng giật, lag và tụt FPS có thể diễn ra và thậm chí là crash game out ra ngoài màn hình luôn. Thì lúc này nếu như bạn nào mà có nhu cầu nâng cấp máy lên thì sẽ có hai hướng. Một là mua thêm RAM để tăng VRAM dành cho iGPU, hoặc là sẽ mua hẳn một cặp màn hình mới tử tế luôn để có thể là tăng sức mạnh dành cho toàn bộ hệ thống. Thì lúc này mình nghĩ rằng giải pháp đó chính là mua cặp màn hình mới sẽ là một giải pháp ưu tiên hơn. Bởi vì thực sự mà nói, nếu như chúng ta có tăng VRAM dành cho đó chính là cái iGPU Vega 8 trên cái con chip là Ryzen 3 2200G này thì thực sự cái sức mạnh của nó cũng chỉ đạt đến một ngưỡng nào đấy thôi. Ví dụ như trước đây chúng mình đã từng test đó chính là với tựa game PUBG thì cái iGPU là Vega 8 này nó cũng chỉ dừng lại ở mức đó chính là 10 cho đến là 20-30 FPS trên giây thôi. Thì nó cũng chỉ là một cái mức rất là cơ bản. Còn nếu như ở đây mình sẽ có một giải pháp đó chính là cái chiếc càng màn hình là 1050Ti thì cái sức mạnh của nó sẽ tăng lên rất là nhiều. Chúng ta hoàn toàn thể cân được cái tựa game PUBG với cái mức đồ họa là low ở cái mức đó chính là 50-70 FPS trên giây thì đó sẽ là một cái trải nghiệm tốt hơn rất là nhiều. Thì đó chính là lý do vì sao Alphard tạo ra một bộ cây chơi game vừa có Ryzen 3 2200G mà lại đi kèm với đó chính là càng màn hình GTX 1050Ti 4GB RAM. Và bây giờ chúng ta cùng đi vào chi tiết về cấu hình của cái chiếc Gaming Advance R3810504 này để xem nó có những cái gì với mức giá là 14.299.000 đồng nhá. Đầu tiên chúng ta sẽ có đó chính là mainboard AB350 Pro 4 đến từ ASRock, con chip là Ryzen 3 2200G đến từ AMD, một thanh RAM XPG Gamma D10 đến từ Adata với mức RAM là 8GB, boost 2400, một chiếc càng màn hình là Asus Cerberus 1050Ti 4GB RAM. Cùng với đó là những thứ không thể thiếu, đó chính là một bộ nguồn Arcbell Thora 420, một ổ SSD Glowway 120GB, cùng với đó là một cái ngoại thất đó chính là First Player Fire Dancing V3, một bộ vỏ cây khá là thích hợp dành cho những góc gaming mini, không quá to cũng không quá nhỏ. Và tuy nhiên một cái điều mình cần phải nói trước đó chính là các bạn sẽ thấy cái bộ cây này nó rất là lung linh và long lanh. Tuy nhiên thì để tối ưu trong cái tầm giá là dưới 15 triệu đồng này thì những bộ vỏ cây các bạn mua sẵn này sẽ không có những cái quạt LED hay những cái giải LED trang trí này đâu. Thì những cái phụ kiện trang trí này các bạn hoàn toàn thể tự về mua, hoặc là các bạn thể bỏ thêm tiền ra khoảng tầm là gần 1 triệu để có thể mua luôn tại Alphard PC, thì chúng mình sẽ lắp đặt luôn cho các bạn và các bạn sẽ về chỉ cần việc bật lên và sống ở bạn bè mà thôi. Thì như mình vừa nói đó chính là về vấn đề nâng cấp, thì khi độ thêm đó chính là một cái gạc màn hình GTX 1050Ti này vào một cái hệ thống máy đó chính là Ryzen 3 2200G thì có thể nói rằng cái sức mạnh của cả hệ thống này nó đã được tăng lên rất là nhiều. Khi mình test với các tựa game online nhẹ nhàng như là Liên Minh Huyền Thoại hay là FIFA Online 4 thì với Liên Minh Huyền Thoại nó sẽ giữ vững ở mức FPS đó chính là 125 cho đến là 140. Còn khi vào combat thì nó sẽ bị sụt xuống một chút. Còn về FIFA Online 4 thì có thể nói rằng đây là một cái tựa game mới và cũng đòi hỏi về cái chất lượng đồ họa khá là cao. Tuy nhiên trong quá trình mình chơi thì mình thấy rằng hệ thống luôn giữ vững được ở đó chính là 60 FPS. Còn khi mà mình ghi bàn hay là có những cái hiệu ứng nào khác thì có thể nó sẽ sụt xuống khoảng tầm là 45 cho đến là 50. Còn khi vào đến tựa game đó chính là Call of Duty thì mình thực sự bất ngờ khi mà máy có thể đảm nhiệm được mức FPS khoảng tầm 55 cho đến là 60. Đấy là mình còn đang quay lại màn hình nhá, còn nếu mình không quay lại thì mình đảm bảo với các bạn rằng cái mức FPS nó còn có thể là tăng lên hơn nữa.
Còn với tựa game PUBG thì thực sự đây là một điều mà mình rất muốn chia sẻ với các bạn, rằng đó chính là với một bộ cây dưới 15 triệu đồng này mà nó có thể đảm nhiệm được mức FPS khoảng tầm là 40 cho đến là 70 tùy theo phong cảnh, thì có thể nói rằng đây sẽ là một cái điều rất là vui mừng dành cho các bạn nào mà có điều kiện kinh tế không ổn cho lắm nhưng vẫn muốn được trải nghiệm cái tựa game này với bạn bè. Và chưa kể với những cái linh kiện bên trong cái bộ case này đều đến từ các hãng tên tuổi, như là các màn hình thì là của Asus Zebra này, mainboard thì là của ASRock, cùng với đó là những cái SSD đến từ Clockway hay là nguồn đến từ Arcbell, thì các bạn hoàn toàn có thể yên tâm mua cái bộ case này đến từ Alphard. Và với mức giá chỉ là 14.299.000, nếu như trả góp các bạn sẽ chỉ cần trả trước đó chính là 4.300.000 và trả góp hàng tháng là khoảng tầm 715.000, thì mình nghĩ rằng đây cũng sẽ là một cái giải pháp rất là tốt dành cho các bạn nào có điều kiện kinh tế chưa được dư giả cho lắm. Vậy các bạn nghĩ sao về bộ Pickup Gaming Advance R38105004 này? Thì cùng comment ở phía bên dưới nhé. Còn đến đây, video xin được kết thúc và xin chào. Hẹn gặp lại các bạn trong video lần sau đến từ Alphard Computer.